Rồi, xin chào bạn, mình là Duy đến từ Sunka Acoustic ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để phân biệt một cái fitment giả và một cái fitment thật nha. Thì đây là EQ fitment ha. EQ này rất là nổi tiếng đối với đàn guitar và tất nhiên rồi, thứ gì càng nổi tiếng thì người ta càng làm giả nhiều nha. Rồi, đầu tiên á mình sẽ phân biệt cho các bạn biết một cái fitment giả và một cái fitment thật. Và một cái fitment hơi giả giả. Rồi, đầu tiên nó sẽ có như thế này nha các bạn. Rồi, chắc mình cầm vậy đi mình nói chuyện nha các bạn nha. Ở trên tay mình nè, đầu tiên nè, giả, ê quên lộn, fitment thật nè ha. Cái này là loại giả nhưng mà giả tốt một xíu. Và đây là giả trắng trợn luôn ha. Rồi, đầu tiên để phân biệt được fitment giả, fitment thật. Thật ra ở đây là nó có tới hai đời EQ nha bạn. Cái này là resist ha. Còn cái này nó là fitment 301. Cái này là resist, cái này là nó cũng là resist luôn. Rồi. Đầu tiên để phân biệt fitment giả, fitment thật á thì đầu tiên á các bạn sẽ nhìn vào cái chữ fitment ở trên cái EQ nha mọi người. Đây, mọi người sẽ nhìn vào cái chữ fitment trên cái EQ ha. Rồi đầu tiên thì mình để phân biệt một cái giả và một cái thật đi. Thì mình sẽ nhìn hai cái này ha bạn. Đây, hai cái này nha. Đó, cái fitment thật á, nó sẽ là một cái fitment, cái hàng chữ này nó được in nha các bạn. Nó được in và nó sẽ có cái màu nó hơi xám xám nha. Còn cái fitment giả này đó, là cái hàng chữ này là hàng chữ kéo lụa. Mọi người nhìn đi, chữ kéo lụa nó trắng tươi và nó không có sắc nét. Được chưa? Còn thằng này nè, nó là chữ được in lên trên cái EQ. Chữ nó sắc nét hơn và chữ nó hơi màu xám. Rồi, đối với thằng này nó cũng là một hàng giả luôn. Nhưng mà nó rút kinh nghiệm được của thằng này. Thành ra nó làm cái chữ nó cũng hơi xám xám. Nhưng mà loại này loại tốt nha bạn. Loại này á, ở trong những người buôn bán mình gọi này là loại này là loại 1. Còn loại này là giả luôn. Cái này là trắng trợn luôn. Còn này là hơi giả giả. Cái này là thật. Rồi, được chưa? Rồi, đầu tiên là phân biệt chữ fitment ha. Thứ nhất là nét hơn. Thứ hai nữa là nó màu sậm. Đó, được chưa? Đây, trắng chạch kéo lộ là giả. Đây, không sắc nét ha. Rồi, nó vẫn hơi xám nhưng mà nó không xám như thằng này. Thằng này nó vừa sắc nét mà nó vừa xám hơn. Thằng này nó vẫn còn hơi cái gọi là không có nét ha. Rồi, một phần phân biệt nữa mà phân biệt dễ dàng và rõ ràng nhất đó chính là cái chỗ mà để hiển thị sao dây. Được chưa? Đối với những cái hàng mà fitment giả mà thì nó đều có theo cái hình này ha. Khi các bạn soi dây á, thì nó sẽ hiện cái số dưới đây. Thì ngay chính giữa nó đúng, bên đây là thiếu, bên đây là dư. Được chưa? Còn cái thằng này thì không phải vậy ha. Nó sẽ là cái số nó hiện ở dưới đây luôn. Đó, mấy bạn thấy nó nhịp không? Nhưng mà này mình chưa gắn vào trong cái đàn. Thành ra nó chỉ nhịp nhịp như thế này thôi. Nhưng mà nó là nguyên một cái mặt kính màu đen. Đó. Và chữ số nó sẽ hiện dưới đây. Còn đây là hàng giả, các bạn thấy không? Nó vẫn có số ở dưới và ba cái nấc đủ thiếu dư ha. Rồi, một cái phân biệt thứ ba nữa mà chắc chắn là mọi người sẽ dễ nhìn thấy được và nếu ai tinh ý sẽ nhìn thấy được, đó chính là chất liệu của cái EQ này nha. Chất liệu của cái EQ này các bạn, thì các bạn nhìn nè. Nó nhám hơn và cái chất liệu của nó nhám đều hết luôn. Mình nhìn nó có cảm giác rất là sang trọng. Còn thằng này á, bạn dòm đi là nó vẫn còn là chất lượng nhựa, liệu nó vẫn là nhựa ha. Nó bóng và nó làm sao ta? Nó nhìn nó rẻ tiền lắm. Thằng này thì cũng y vậy thôi. Không? Nó không có cái độ nhám. Thằng này mấy bạn rờ vào nó có một cái lớp sần sần nhám nhám nhìn rất là đã. Và nó không bị cháu với bóng nắng. Thằng này thì bị cháu với bóng nắng. Thằng này cũng vậy luôn ha. Các bạn nhìn nè, chất liệu rất là đẹp, rất là sang trọng và rất là nhám ha. Đó, đẹp, chữ thì sắc nét ha. Thằng này thì chất liệu là nhựa, nhìn vào là thấy nó nhựa luôn. Nó không có áo một cái lớp nhám nhám giống như bên đây ha. Thằng bên đây cũng vậy luôn. Rồi, tóm lại có ba sự phân biệt. Đầu tiên là chữ fitment ha. Chữ fitment rõ nét, đẹp, được in màu xám ha. Đây và đây. Đó, được chưa? Rồi, thứ hai nữa là phân biệt cái chỗ hiển thị cái EQ. Hiển thị EQ của đồ xịn là nó màu đen ha và chữ số nó ẩn dưới đây. Còn thằng này đó bạn nhìn vô nè,
các bạn thấy được cái đồng hồ ở dưới đó luôn, cái bảng số hiện dưới đó luôn ha, và ba cái đèn ở trên đây, cái này là giả nha, thằng này cũng là giả luôn, và cái chất liệu làm nguyên một cái nền này luôn ha, chất liệu xịn, đẹp hơn, sang trọng hơn, và nó có phủ một cái lớp nhám sờ rất là đã tay. Còn thằng này là nhựa hoàn toàn, thằng này cũng là nhựa hoàn toàn. Rồi, mình là Duy đến từ Sky Acoustic ha. Các bạn có câu hỏi gì cứ comment ở dưới cho mình ha. Các bạn có muốn mua hàng thì ủng hộ mình nha. Rồi, xin chào và xin hẹn gặp lại vào các video clip sau.